Này thiện hiện như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của ông ta cầm một vật nhỏ ở trước mọi người biến thành các loại hình sắc khác nhau, đó là hoặc biến làm nam nữ lớn nhỏ, voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà lừa gà, vân vân, đủ các loại cầm thú hoặc hóa làm thành ấp tụ lạc vườn rừng ao hồ, đủ các cảnh đẹp thật khả ái, hoặc hóa làm y phục thức ăn uống phòng xá, đồ nằm hương hoa anh lạc đủ thứ chân bảo, hoặc hóa làm vô lượng các loại kỹ nhạc phường trèo, làm cho vô số người mừng vui hoan lạc. Hoặc hóa làm đủ các loại hình tướng khiến hành bố thí, hoặc khiến trì giới, hoặc khiến tu nhẫn, hoặc khiến tinh tấn, hoặc khiến tu định, hoặc khiến tu tuệ, hoặc lại hiện xanh dòng dõi lớn sát đế lợi, hoặc lại hiện xanh dòng dõi lớn bà la môn, hoặc lại hiện xanh dòng dõi lớn trường giả, hoặc lại hiện xanh dòng dõi lớn cư sĩ, hoặc lại hóa làm các núi biển lớn núi chúa diệu cao núi luân vi vân vân hoặc lại hiện sanh chúng trời tứ đại vương trời ba mươi ba trời dạ ma trời đổ sử đa trời lạc biến hóa trời tha hóa tự tại hoặc lại hiện sanh trời phạm chúng trời phạm phụ trời phạm hội trời đại phạm hoặc lại hiện sanh trời quang trời thiểu quang trời vô lượng quang trời cực quang tịnh hoặc lại hiện sanh trời tịnh trời thiểu tịnh trời vô lượng tịnh trời biến tịnh hoặc lại hiện sanh trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, hoặc lại hiện sanh trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện tiến, trời sắc cứu cánh, hoặc lại hiện sanh trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ hoặc lại hiện làm dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác hoặc lại hiện làm đại bồ tát từ sơ phát tâm tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa tu hành bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc tu hành bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, học an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh học an trụ chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ học an trụ thành đế khổ tập diệt đạo hướng nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, tu hành bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tệ, bậc pháp vân, du hí tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ du hí tất cả pháp môn đà la ni tất cả pháp môn tam ma địa dẫn phát đủ các loại thần thông thủ thắng phóng đại quang minh chiếu các thế giới nghiêm tịnh cõi phật thành thục hữu tình tu hành các loại công đức của chư phật hoặc lại hóa làm như lai ứng tránh đẳng giác đầy đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp phụ thuộc, viên mãn trang nghiêm, thành tựu 10 lực, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, đại từ đại đại bi, đại hỷ, đại xả, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vân vân, vô lượng vô biên công đức hy hữu, chẳng thể nghĩ bàn.